sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình đề ra. Chiều nay, Hội nghị Trung ương 10 đã họp phiên bế mạc. Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Hội nghị đã thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Về văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, Trung ương thống nhất xác định 5 nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện văn kiện. Trong đó, về đột phá chiến lược, Trung ương thống nhất cao xác định đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn rào cản, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, huy động khơi thông mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài, nguồn lực trong dân, phát triển khoa học và công nghệ đồng bộ, thông suốt, tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và phát triển nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Về phương hướng giải pháp chiến lược, Trung ương nhất trí có 8 vấn đề, trong đó tập trung vào giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đẩy mạnh phân cấp phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường sáng tạo, hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo, phục vụ và tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp, khuyến khích tự lực tự cường, chủ động sáng tạo của các địa phương. Về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Trung ương thống nhất đánh giá việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng là vấn đề rất lớn, hệ trọng, cần được chuẩn bị hết sức thận trọng, khoa học và tiến hành đồng thời với việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Do đó, Trung ương thống nhất chủ trương chưa bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 14, đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng vào thời điểm phù hợp. Về phương hướng công tác nhân sự, Trung ương thống nhất với tờ trình báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, giao tiểu ban nhân sự nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để ban hành theo quy định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với thành công của hội nghị lần này và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng, các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo cấp ủy đơn vị mình, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, tập trung cao nhất các công việc về đích để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các công việc chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội 14 của Đảng. Các tiểu ban tập trung hoàn thiện, bảo đảm cao nhất chất lượng văn kiện, phục vụ thảo luận tại Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.